chưa có chính thức về Doctor Strange 3 mà hiện đã tràn lan thông tin về cốt truyện rò rỉ. Tuy là Doctor Strange in the Multiverse of Madness không quá thành công nhưng khả năng cao là bác sĩ là vẫn sẽ có phim riêng thứ ba. thậm chí trên mạng đã có rò rỉ về cốt truyện. Sau sự ra đi của hai tượng đài Iron Man và Captain America thì Marvel đang chật vật để tìm ra một cái tên có thể đứng lên và nhận trọng trách lãnh đạo thế hệ siêu anh hùng tiếp theo thuộc MCU. Dr. Strange chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu khi không những bác sĩ lạ là một nhân vật đầy mạnh mẽ với quyền năng đáng sợ mà anh còn đóng vai trò là cầu nối giữa rất nhiều thế lực khác nhau trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, sau phần phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness khá là bất bác thì Marvel Studios thật sự cần phải suy xét về cách mà họ đang khai thác Doctor Strange khi bỏ phí quá nhiều tiềm năng của nhân vật này, và có vẻ như họ sẽ sửa sai với thêm một phần phim riêng nữa về phù thủy tối thượng. Lần này Doctor Strange sẽ thật sự là trọng tâm của câu chuyện, thay vì Wanda như phần hay và vai trò của nhân vật này, nhân vật này đối với tương lai MCU cũng sẽ được làm rõ hơn chứ không còn mập mờ như trước đó. Lưu ý dưới đây là những thông tin đã bị rò rỉ, có thể đúng hoặc sai nhưng độc giả nên cân nhắc tránh để ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim sau này. Theo nhiều nguồn tin khẳng định, Marvel muốn lấy cảm hứng từ các sự kiện trong thăm Run Out cho Doctor Strange 3. Về cốt truyện của phần tiếp theo thì bộ phim sẽ nói tiếp từ lúc Lea tới gặp Dr. Strange trong Dr. Strange in the Multiverse of Magnet để tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ Strange nhằm khắc phục những hậu quả từ Incursion mà Strange tạo ra. Strange sẽ được tìm kiếm bởi một tổ chức đa vũ trụ có tên là The Latria. Lea cũng là thành viên của tổ chức này. Trụ sở của tổ chức được đặt tại trong không gian hư vô của vũ trụ bị phá hủy, tồn tại trong không gian của hai vũ trụ đã bị phá hủy do Incursion gây ra. Bộ phim sẽ là bản lề cho hai phần phim Avengers là The Kang Dynasty và Secret Wars. Bộ phim sẽ giải thích thêm về việc Stephen Strange là mối đe dọa tới đa vũ trụ như thế nào và cách Strange trở thành một mẫu số chung khi nói đến những cuộc xâm lấn, bên cạnh các mối đe dọa tới từ hội đồng Kang.